đừng rời, để nụ cười ngáp sâu vào môi. Cứ đong đếm nỗi buồn, để nghẹn ngào mỗi khi đêm tối. Cho đi chẳng nhận lại, để giờ này đánh đổi được chi. Ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn, cơn mưa thêm nặng hạt, người vội vàng sánh đôi cùng anh. Những năm tháng ban đầu đành ngậm ngùi đứng nhìn xa mãi. Khi đã muốn lìa xa thì người mưa đừng rơi, để nụ cười ngáp sâu vào môi. Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Pháp Tân Bình, quận 12 xin kính chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị khách hàng một căn nhà phố hiện đại với diện tích ngang 5,5m, độ dài 10m, hướng nhà là hướng Tây Nam, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà, ngang 5,5m nha mọi người. Một mẫu nhà rất đẹp, mặt tiền xanh mát, thiết kế hiện đại, nội thất cao cấp được tặng kèm khi mua. Căn nhà được thiết kế với công năng là một trệt, một lửng và hai lầu, bao gồm không gian sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ và sân thượng nha mọi người. Chúng ta để ý mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà này thì nằm trong một khu dân cư đồng bộ toàn nhà lầu, và chỉ có một căn này là căn hiện đại duy nhất thôi nha mọi người. Nhà lầu hai bên đối diện vào nhau. Đường trước nhà là con đường bê tông 6m, đúng 6m luôn. Mai mốt thì gia chủ sẽ đổ nhựa ở cái đoạn đường này, sẽ rất là sạch sẽ và khang trang nha mọi người. Và căn nhà chúng ta hôm nay là một căn nhà phố rất đẹp, được xây mới, sổ hồng hoàn công 2021. Và chúng ta để ý lại mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa này. Một mẫu nhà mà cực kỳ đẹp, xanh mát, và bên ngoài thì thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng nha. Căn nhà thì với diện tích ngang 5,5m, độ dài 10m, được xây dựng kiên cố một trệt và hai lầu, cũng như có lửng. Trên tầng lửng thì chúng ta có phòng bếp. Bên ngoài chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt màu xám phía ngoài và một lớp cửa cuốn bên trong. Và bên trong đây sẽ là khu vực đậu xe hơi này. Khu vực đậu xe hơi ở đây thì khoảng chừng 6-7m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu được rất là nhiều xe máy nữa nha mọi người. Nhà thiết kế hiện đại nên màu sắc và không gian bên trong bố trí cũng rất là sang trọng và đẳng cấp. Phía dưới thì chúng ta ốp gạch 80, hai bên tường chúng ta ốp gạch và sơn màu trắng. Phía trên là đèn led chiếu sáng và vệ sinh ngay dưới cầu thang với bồn rửa mặt và gương soi bên ngoài. Bên trong là vòi tắm hoa sen và bồn cầu. Di chuyển vào bên trong nữa, chúng ta sẽ tới với không gian phòng khách. Nhà thiết kế theo kiểu lửng ngược nha quý vị. Bên ngoài là gara xe và bên trong sẽ là không gian của phòng khách. Thì phòng khách gia chủ có tặng tủ kệ tivi này, có tivi màn hình 55 inch, và có bộ sofa màu sữa được tặng kèm khi mua này. Phía sau là giếng trời rất là thoáng mát, được trồng một hàng cây xanh. Đó, trồng một hàng cây xanh rất là tuyệt vời nha mọi người. Và phía trên là tầng lửng này. Tầng lửng nhà mình thiết kế theo kiểu lửng ngược nên chúng ta sẽ có không gian tầng lửng phía đằng sau. Đây nha mọi người. Ngang 5,5m, độ dài là 10m, được thiết kế một trệt, một lửng và hai lầu. Có 3 phòng ngủ, tặng kèm full nội thất bên trong. Giá bán là 5.930.000.000 đồng, còn bớt thêm. Nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà có 5 tỷ mấy thôi mà đậu xe hơi trong nhà nha quý vị, rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên bên trên tham quan phòng bếp cũng như là 3 phòng ngủ căn nhà. Khu vực cầu thang này gia chủ ốp gạch này, rất là sạch nha. Cầu thang với tay vịn gỗ căm xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Trên tầng lửng sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì chúng ta có tủ lạnh hai cánh hiệu Sharp tặng kèm này, bàn ăn, rồi tủ rượu và khu vực bếp. Ở đây chúng ta có tủ rượu này, tủ rượu kính và những cái ô kéo rất là tuyệt vời. Một bộ bàn ăn 4 ghế. Phía trước là cửa sổ, cửa lùa ra ban công bên ngoài để thông thoáng không gian phòng bếp. Và bên ngoài thì gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh. Không gian bếp thì tủ kệ bếp trên dưới được làm bằng chất liệu gỗ an cường với máy hút mùi, bồn rửa trên bát, đèn led và giá kệ để trên bát. Khu vực bếp của chúng ta đây rất là thoáng, với thông thoáng ra khu vực mặt tiền chính nha mọi người. Không gian bếp của căn nhà rất đẹp. Không gian bếp chúng ta có tủ rượu, và phía trước đây là tầng lửng này,
có đèn tháng ở đây nha mọi người. Quý anh chị quan tâm có thể gọi đến cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để tư vấn và dẫn đi xem nhà. Chúng ta xem nhà bên Hùng, chúng ta được hỗ trợ vay ngân hàng từ 60-80% giá trị căn nhà. Và chúng ta đang di chuyển lên trên lầu để tham quan phòng ngủ căn nhà. Chúng ta có 3 phòng ngủ và tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh riêng nha mọi người. Phòng ngủ đầu tiên, chúng ta sẽ có chăn ga gối nệm, giường 1m8, tủ áo và máy lạnh Asano tặng kèm khi mua. Đây là khu vực giường ngủ này. Phía sau là cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau nha. Và phòng vệ sinh này. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi bên ngoài. Bên trong sẽ có vòi tắm hoa sen. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1. Phía trước sẽ là phòng ngủ số 2 nha mọi người. Đây là phòng ngủ số 2. Chúng ta cũng có giường và tủ áo cũng như là máy lạnh. Bên ngoài là ban công này, trồng cây xanh nè mọi người. Và vệ sinh trong này. Thì chúng ta di chuyển lên bên trên tham quan phòng số 3 và khu vực sân thượng nha. Ta có 3 phòng. Trên đây thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt và sân thượng. Trên đây sẽ là khu vực không gian phòng ngủ số 3 này. Một phòng ngủ rất là đẹp này mọi người. Phòng ngủ này thì chúng ta có giường ngủ này, tủ áo, máy lạnh tặng kèm. Và phía trước là ban công với cửa ra ban công và không gian cây xanh bên ngoài ngay phòng ngủ. Rất là tuyệt vời. Ở đây thì chúng ta sẽ có vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Đây là phòng ngủ số 4 của căn nhà. Căn nhà rất tuyệt vời nha mọi người. Hôm nay thì Hùng đến quay. Gia chủ đang gắn màn rèm thì nó hơi bừa bộn một xíu. Đây là phòng thờ này mọi người. Nhà này thiết kế phòng thờ luôn nha. Phòng thờ căn nhà này. Đó không gian phòng thờ căn nhà mình. Và bên sau đây sẽ là không gian phòng giặt và sân phơi. Đây là khu vực để máy giặt. Gia chủ xây khu vực để máy giặt cho mình luôn. Đó khu vực để máy giặt này. Có khu vực để nước giặt tay và khu vực giặt máy ở trong này. Và ông không thể thiếu được khu vực sân thượng. Một khoảng sân thượng nhỏ nhỏ đằng sau. Thì khoảng sân thượng này thì cũng khá là tuyệt vời. Được trồng rất là nhiều cây xanh. Và thiết kế khá là hợp lý. Giá bán là 5.930.000.000 đồng còn bớt nha mọi người. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho bên em Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để đi xem và sở hữu căn nhà với giá bán cực kỳ tốt này, cực kỳ mềm nha mọi người. Nhà đất Y Hùng rất hân hạnh được chào đón quý anh chị đến xem nhà bên mình và nhận những cái giá ưu đãi nhất có thể nha. Xin chào và hẹn gặp lại.